sợ hết. Mọi người đi hết rồi, không có ai thấy đâu. Ly đừng có la nha. Hôm trước á, Ly nói với anh á là Ly thích đàn đúng không? Tân 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 tân. Ủa, tiếng đàn du dương nghe hay lắm. Hồi á, anh hai sẽ chở tiểu Ly đi mua đàn nha. Tân 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 tân. Đó, ngoan nha, đừng có la, không có la gì hết nha. Thích lắm đúng không? Ở nhà mọi người đi hết rồi, nên em đừng có lo, không có ai làm phiền em đâu nha. Rồi, hôm nay á, anh hai có một trò chơi, muốn chơi với tiểu Ly nè, trò chơi vui lắm. Em muốn chơi không? Chơi trò xếp hình, anh hai cho Ly một món quà nè. Đó, ngon lắm. Đây, đó, ăn đi. Đó hết. Sao nè, các con thấy vừa ý cái căn nhà này không? Thấy nhà mới mình có đẹp không? Đẹp mẹ. Theo con thấy á, nhà ở đây nó chưa làm xong bằng trơn mà mẹ. Mà mẹ có biết không, mỗi buổi sáng á, con thích con đứng ở trên cao, con nhìn xuống đời thâu, gió vi vu, con mới thích. Kìa em khen một tiếng cho mẹ vui đi. Mẹ ơi, con thấy căn nhà này á, vậy là quá đẹp và quá lý tưởng rồi. Con cảm ơn mẹ. Do cái phần trên nhà mình á sẽ chưa có xong, đợi khi nào mà hoàn chỉnh rồi á, thì mẹ cho các con mời bạn bè tới đây đông đủ để ăn mừng luôn nha. Coi cả đâu mẹ? Dạ, chắc có mà. Coi bộ, em thích cây đàn lắm hả? Dạ đúng rồi anh. Hồi học đại học, em mơ ước được đánh đàn một lần thôi. Nếu như vậy á, mai mốt anh sẽ mua tặng cho em một cây đàn được không? Dạ thôi, giờ em có chồng rồi, cũng không cần thiết đâu. Không có sao đâu, lúc trước còn đi học á, mấy cái môn này không có làm khó được anh đâu. Bây giờ anh dạy cho em đàn nha. Đó, mới đầu để hai cái tay lên đây nha. Đó. Hai người làm cái gì vậy? À, anh thấy tiểu Ly thích đàn nên anh dạy cho cô ấy đàn thôi. Anh hay quá anh. Ai mượn? Thôi, mình đi lên chợ đi. Còn cô nữa, ở nhà thôi, có nhất thiết việc ăn bận như vậy không? Thôi, đi em. Anh làm cái gì vậy? Anh có làm gì đâu. Anh thấy tiểu Ly thích đàn quá nên anh chỉ ngồi xuống dạy cho ấy đàn mấy phím thôi mà. Dạy cái gì? Hai người một nam một nữ ngồi cạnh bên nhau, tay nắm tay như vậy, anh còn nói gì nữa hả? Em có đàn đi quá trời quá đất. Tiểu Ly á là em út của em trong nhà. Anh xem cô ấy cũng như là em út của anh. Anh dạy cho ấy đàn. Em cái gì? Cổ chứ
là Phận làm giám đốc gia đình này thôi, là người dương nước lại với tôi, không có e chút gì hết á. Thôi được rồi, anh hiểu chuyện rồi. Mai mốt á, anh không có dạy cho quấy đàn, không có ngồi gần quấy nữa. Đừng có dặn nữa nha, thương lắm. Nó nấu rồi mà con. Nấu đâu mà nấu, nãy giờ con xuống bếp lên xuống mấy lần không có miếng cơm miếng nước nào hết trơn á. Trời ơi, giờ này mấy giờ con không chịu nấu cơm. Con đi ra ngoài con ăn đi. Mẹ biết đó, con có ăn cơm ngoài được đâu, con chỉ ăn cơm nhà thôi. Với lại á, nó là con dâu hay là con là con dâu, con phải chiều theo, con phải đi ra ngoài con ăn. Trời, nè nè nè, mẹ cứ bình đi ha, bao che đi ha, dễ đường cho hú chạy đi ha. Mai mốt á, nó ngồi trên đầu con. Về xinh đẹp hiền lành gì đó bắt đầu cưng thương đội trên đầu, bây giờ đi qua ai tình rồi nè, vừa mất con dâu tiếp theo nữa bị đau bụng. À, tôi đau bụng quá, đói quá đói luôn. Thôi ngồi xuống nghỉ một chút đi. Gì mà gần gần vậy? Dạ. Mới tới hả? Dạ. Anh kể tôi nghe. Anh tới hả? Hay quá. Em. Dạ. Anh coi đó, con Ly nó đi chơi rồi, nó bỏ cho cả nhà chết đói nè. Con anh coi, làm con dâu vậy có được không? Là mẹ có em thấy chưa, con dâu vậy đó không nấu cơm cho chồng con ăn. Mai mốt anh về làm dâu nhà anh, em có nấu cơm cho gia đình anh ăn không? Tất nhiên rồi, em mà về làm dâu á thương chồng thương con, rồi có hiếu với mẹ chồng, dung dáng gia đình, chứ đâu giống như con dâu ai kia bỏ bê cho mẹ mình chết đói vậy hả? Bây giờ là con tính về nha. Hôm nay là cuối tuần, con xin mời cả nhà của chúng ta đi ăn một bữa và vui chơi cuối tuần luôn. Thôi anh hai đau quá. Rồi em biết rồi, anh đi công tác á không phải ăn uống đầy đủ rồi giữ gìn sức khỏe nha. Anh nhớ rồi, ở bên đây á anh cũng nhớ vợ nhiều lắm luôn á. Vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe, không để được ốm nữa nha. Rồi em biết rồi mà, yêu vợ nhiều. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Dạ em nói chuyện với anh Bảo. Nói chuyện với Bảo, việc gì phải lén lút ra ngoài vườn để nói? Dạ đâu có, em ra vườn nói chuyện với anh Bảo là chuyện bình thường mà. Nhưng mà tôi cảm thấy cô đang làm một số việc không có đàng hoàng đó. Dạ chị có hiểu lầm gì không? Em đâu có làm gì đâu. Vậy cô có biết anh Trí là chồng sắp cưới của tôi không? Dạ em biết. Cô biết. Vậy tại sao mỗi lần anh Chí tới nhà chơi cô lại lãng lơ, đưa mắt đi quyến rũ anh Chí vậy? Dạ chắc chị hiểu lầm cái gì á, chứ em đâu có làm gì đâu. Có phải cô muốn về cái nhà này chỉ vì gia tài nhà này không? Cô đứng lại đó. Chị mà còn nói nữa là em không nhịn đâu. Cái gì? Bây giờ mà dám lớn tiếng với tao luôn hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy?
không cãi nữa. Để yên cho mẹ được không? Mẹ lỗi quá à, thiệt luôn á. Mẹ, giờ mà nó tỉnh dậy á, thằng Bảo nó giết con á mẹ. Còn không á, con vô tù không ngồi luôn. Nó không tỉnh lại được đâu. Sốc đi con, mẹ nghĩ sẽ tốt hơn. Mẹ, làm như vậy làm sao được? Lý dù gì cũng là vợ của con mà. Với lại á, bây giờ em ấy đang bệnh như vậy. Nhưng mà 2 tuần nữa em đi công tác tới mấy tháng lận, thì ai chăm sóc cho Lý? Sao vậy?
sao kỳ lạ. Mỗi lần hoảng sợ là Lý cứ nói: đừng xô tôi. Tại sao em phải chịu cảnh này vợ ơi? Mình đã hiểu lầm mẹ và chị rồi. Nó đi vô rồi. Con đi công tác lần này, khoảng vài tháng con mới về nhà. Con muốn nhờ mẹ giúp con chuyện này. Có được không mẹ? Được, con cứ nói đi. Mẹ ở nhà, mẹ cố gắng chăm sóc vợ con giùm con nha mẹ. Mẹ sẽ nhận lãnh trách nhiệm này thay con. Con cứ yên tâm mà đi đi nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Chỉ sợ hết. Mọi người đi hết rồi, không có ai thấy đâu. Ly đừng có la nha. Hôm trước á, Ly nói với anh á là Ly thích đàn đúng không? Tăng 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 tăng. Ủa, tiếng đàn du dương nghe hay lắm. Hồi á, anh hai sẽ chở tiểu Ly đi mua đàn nha. Tăng 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 tăng. Đó, ngoan nha, đừng có la, không có la gì hết nha. Thích lắm đúng không? Ở nhà mọi người đi hết rồi nên em đừng có lo, không có ai làm phiền em đâu nha. Rồi hôm nay á, anh hai có một trò chơi muốn chơi với tiểu Ly nè. Trò chơi vui lắm, em muốn chơi không? Chơi trò xếp hình, anh hai cho Ly một món quà nè. Đó, ngon lắm. Đây đó. Oh, what?